Best World. Ê, từ nhầm nhạc. Best World, nhưng mà mình chả biết mua cái gì cả. Hả? Ok, và trong video Best World ngày hôm nay, chúng ta sẽ chơi Best World. Yeah, đương nhiên rồi. Nhưng mà nhá, tất cả những đồ trong shop á, nó bị biến mất hết. Không những chỉ nó biến mất, nó còn bị random cơ. Kiểu nhá, anh em tưởng tượng như này này, chú đang đi mua đồ. Thì thường thường chỗ này của chú nó sẽ là kiếm đá đúng không? Thì khi mà chú click vào, nó lại ra cái gì ấy. Ok, và đó chính là thử thách của chúng ta ngày hôm nay. Và nếu như anh em thích video này, hãy cho mình một like, subscribe để chú lên được 4.000 người đăng ký. Và mục tiêu hôm nay của chúng ta vẫn là đạt được cái Victory Buya Top 1 Free Fire. Chú chỉ nói đến thế thôi, chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Ok, được rồi. Thì Chun sẽ không thể biết được những cái món đồ mà Chun mua hiểu không? Sẽ che hết rồi. Nó còn ram đúng nữa chứ. Mình có thể mua được. Đây là cái gì? Vâng, nó là Fireball. Ok. Và Chun có một cách có thể biết chính xác cái đây là cái nào. Thì Chun sẽ bỏ hết đống đồ đi. Và check ngồi xem. Ôi. Mình thấy nó sang chưa? Oh shit. No, mày làm gì? Tí nữa. Ok. Tâm này cứ di chuyển đã. Mày cú đi. Mình cần gỗ để làm gì? Mình cần nước để làm gì? Lấp vào lấy. Mình sẽ stun thằng này bằng nước anh em. Hả? Water. Đẹp. Đấy. Không đánh nó xuống bằng. Mày. Ê. Đừng chạy em ơi. Đừng. Ôi trời chết. Làm lại nha anh em. Thằng này có cờ Hàn Quốc. Mình thì có animation Free Fire. Anh em thấy gì không? Cực. Let's go. Sao nó nhìn bữa nhỉ? Đây là TNT Iron 4. Đây. Nó là chết. Má là Hàn Quốc. Mình cần tao ra. Nhiếp tao vàng mấy. Chết. Ui. Die. Ok. Chơi bời gì. Đánh được đâu một chư. Về đấy. Chết rồi. Má trời ơi, khó quá. Đây là ai? Ai mà biết đi. Lão ngư sinh à? Trong bảy viên ngọc rồng ấy. À, lên đây. Ok. 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 I need more táo. À đây. Táo. Hay quá. Được luôn. Người cầm vũ khí. Ủa chết rồi. Chó. Đúng đơ ra đây. Kiếm đá rồi. Kiếm đá đi. Oh no. Let's go. Một phát ăn luôn. Chết rồi. Oh no. Má. Whoa, what the fuck? Về
vẹt hướng nội. Kiếm đá luôn à? Được. Để lên đây. Map xa vãi. Thật map này xa quá. Too far. Mình sẽ stun nó bằng nước nha anh em. Come on baby, come on baby. Được luôn. What the fuck? Chắc lần này mình sẽ học được skill của anh em ạ. Đổ số nước đánh chúng nó. Stun. Ok, nếu đây là sắp nẹt là sắc bén ấy thì người xem sẽ like và đăng ký cho chun và donut. Nope. Nó có cháp nữa. Chú nghĩ chúng sẽ thắng bằng cái bộ đồ này. Là kìa. Ok. Bẻ kiếm vết này. Nó có giáp gì đây? Mà phát kiếm cắt anh. Thằng nào quá đi. Không phải đánh trực tiếp nó. Đây là chúng ta sẽ dùng thủ đoạn mà chúng ta cần đến để tiêu diệt nó. Ok. Đi rồi, let's go. Sao được. Để, cứ như này. Ui, không còn sống à. Vãi cả nhái. Chịu rồi, nó đến nhà mình rồi. Invisible. Đây rồi, invisible. Let's go, let's go. Hiện tại mình cũng đang có tên. Anh em thấy gì đấy sai sai không? Đúng rồi đấy, tôi chưa the best green. Oh my god. Nghe đây luôn. Tôi sẽ đi tìm nó. Đây là nó đây. Búp. Chưa phá rừng nó hả? Vãi đái. Tôi chưa phá rừng nó anh em ạ. Yay. Boom. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Yeah, baby. Ok. Và đó chính là thử thách. Chúng sẽ không thấy được shop mua đồ, cũng như là nó sẽ ngẫu nhiên liên tục. Ok. Và nếu như anh em thích cái video này, hãy cho chúng một like, subscribe. Và chúng sẽ làm nhiều thử thách ở trong 2 episode hơn nha. Cũng mệt phết đấy. Thật. Mệt phết. Yes sir. Bye bye anh em nha. Nhớ like và subscribe nha. Let's go. Oh.